Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cách Làm Của Tùng Mỹ Long nha. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái login có tên là Cash Pháp. Thì cái nguồn gốc của cái login này nó là thuộc cái trang web là cashpháp.com này nè các bạn. Thì sẽ giúp cho các bạn tải những cái mô đồ mà người ta thiết kế sẵn và người ta chia sẻ miễn phí trên mạng về máy các bạn nha. Đôi khi nó sẽ đúng với nhu cầu edit video của các bạn và các bạn không cần phải thiết kế cái mô đồ từ đầu nha. Cái trang này nó có rất là nhiều luôn. Mình hiện tại mình sử dụng truy cập cái trang này rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa bao giờ cảm thấy có cảm giác trùng lập nha. Nó mô đồ nó nhiều đến nỗi mà mình cảm thấy cảm giác nó dường như là vô tận luôn đó các bạn. Rồi ok, thì đầu tiên các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản. Thì cái trang web Cách Pháp này nè, các bạn đăng ký một cái tài khoản. Như mình đăng ký rồi nè, đây là cái tài khoản của mình, một cái hình icon của mình tùy chỉnh. Thì sau đó các bạn sẽ tải một cái link về. Thì cái file để tải link thì mình để dưới cái phần bình luận nha. Thì các bạn tải về sau đó và các bạn cài đặt. Các bạn vào edit nè, preference. Và các bạn vào ETO. Và các bạn dẫn vào đường dẫn vào nơi các bạn lưu cái link đó, dẫn vào thôi. Như đây mình lưu ở OE nè, link liner nè. Đây Cách Pháp đây, thì các bạn nhấn vào nó và các bạn nhấn ETO. Thì nó sẽ hiện lên thôi các bạn. Như ở đây mình cài rồi thì mình không cài lại nha. Sau khi cài á, thì các bạn nhớ tích vào cái ô vuông này nè, cho nó hiện lên cái nền màu trắng và cái dấu tích màu đen nha. Tích vào thì nó sẽ hiện lên bên đây nha các bạn. Như vậy là các bạn đã cài đặt thành công. Thì thì khi mỗi lần các bạn sử dụng thì các bạn nhấn nút N, nhấn nút N để cho nó hiện lên và các bạn vào Cách Pháp. Thì lần đầu tiên các bạn sử dụng thì nó đòi hỏi các bạn cái bước là đăng nhập nha. Thì nó nằm ở cái mục trên cùng nè, activation nè, login nè. Thì đăng nhập là miễn phí nha, các bạn cứ việc sử dụng lấy cái tài khoản mà các bạn đăng ký ở trên trang web đó và các bạn nhập vào thì là được thôi. Ví dụ như ở đây trong cái ví dụ này mình cần một cái kệ TV đi. Thì mình lên Google dịch đó, mình nhập vào cái kệ TV nè. Đó thì nó sẽ dịch ra cho mình là TV set. Đó mình copy. Sau đó mình sẽ vào Cách Pháp, mình ở cái mục có hình kính lúp nè các bạn. Đó hình kính lúp ở trong mục import nè và mình nhấn vào trên V. Sau đó mình nhấn vào kính lúp để cho nó tìm. Đó. Nhấn một lần. Mình nhấn hai lần nó bị lỗi các bạn. Nhấn một lần thôi. Nhấn hai lần nó bị lỗi. Bây giờ mình nhấn lại TV đi cho nó tìm. Đó, nó ra ha. Nó ra rất là nhiều mẫu TV luôn. Tiếp theo là các bạn nhấn next page để nó cho nó qua trang tiếp theo ha. Đó, qua trang tiếp theo. Đó, bây giờ mình nhấn tìm cái TV set đi, nhấn tìm. Em thì bị lỗi là do cái ngôn ngữ nó dịch ra không chính xác đó các bạn. Là những người sáng tạo ra cái mô đồ 3D người ta không có người nào sử dụng cái từ khóa đó ha. Thì việc của các bạn là thay đổi từ khóa. Ví dụ bây giờ mình thay đổi từ khóa là Select TV. Đó, rồi mình quay trở lại, mình tìm cái từ khóa này xe bẹt TV coi có ai tạo từ khóa này không, cũng không có luôn các bạn. Kệ để TV đó, ví dụ vậy TV set KT TV set đó. Không có ai sử dụng từ khóa này hết đó, gà đó các bạn. Và ở đây người ta sẽ chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều cái kệ để TV khác nhau ha, rất là nhiều mẫu, quan trọng là các bạn thay đổi từ khóa này thôi. Nếu các bạn không nghĩ thì các bạn nhấn vào search filter. Ủa? Cái này, cái từ khóa này nó chỉ có một trang duy nhất thôi các bạn. Ví dụ như mình chọn cái kệ này đi. Đó, ưng ý cái kệ này ha. Thì sau đó mình sẽ chọn một cái group mà mình muốn nhập vào. Ví dụ mình chọn vào group bối cảnh đi. Rồi sau đó mình sẽ chọn import model. Đó, nhấn vào thì cái model này có kích thước là 8.86mm các bạn. Đó, render đang xử lý đó các bạn. Trong thời gian chờ đợi thì mình tìm từ khóa khác đi, ví dụ như là trực thăng đi, helicopter đó. Ví dụ như mình tìm từ khóa này đi ha, chuẩn bị sẵn đi. Đó thì bây giờ nó đã load được cái model vào cho chúng ta rồi ha. Thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ xem này nè, material review này, chúng ta xem thử cái bề mặt vật liệu bên ngoài của nó thiết kế như thế nào ha các bạn. Đó, nó là một cái kệ bằng sắt ở phía trước, nó có những cái tủ bằng gỗ. Chuyển qua đây xem thử thế nào. Cũng vậy thôi các bạn. Rồi. Hoặc là chúng ta vẫn giữ ở trong chế độ xem solid nhưng mà chúng ta chuyển qua chế độ xem là test tour ha. Ở đây nó có cái dấu mũi tên sổ xuống nè, chúng ta nhấn vào và chúng ta chuyển qua test tour. Thì chúng ta vẫn xem được bề mặt của nó như thế nào ha. Nhưng mà đôi khi trong chế độ xem solid nó bị lỗi nha các bạn. Và chế độ xem tốt nhất là ở chế độ mà material này nè. Còn solid thì đôi khi một số vật liệu nó có thiết kế đặc biệt thì nó bị lỗi và các bạn sẽ không xem được. Đó, rồi. Tiếp theo là ví dụ như bây giờ mình muốn tìm cái từ khóa là helicopter đây, mình nhấn tìm. Đó, nó hiện lên vô số trực thăng cho chúng ta sử dụng luôn. Và đây là cái mẫu trực thăng mà mình đã sử dụng trong cái video hoạt hình Doraemon ai là đại tướng nha. Đây là cái mẫu nè, có dung lượng là 19.570 ha. Và mình load vào. Ngoài ra nó còn rất nhiều mẫu trực thăng khác rất là đẹp ha. Rồi, ví dụ như bây giờ mình thích mẫu này đi, mình nhấn import. Và mình cho nó vào cái đạo cụ đi, import. Rồi, máy nó bắt đầu chạy nha các bạn.
Thì tiếp theo sau cái phần hướng dẫn các bạn load model vào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giảm cái bề mặt lại, cái dữ liệu bề mặt lại. Tại vì đôi khi trên mạng người ta thiết kế cái bề mặt nó rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều hình khối, cho nên khi các bạn đem về các bạn sử dụng thì nó rất là nặng ha, nó rất là nặng máy, vì các bạn làm hoạt hình mà trong một bối cảnh đâu phải các bạn sử dụng một chiếc trực thăng này đâu. Đôi khi các bạn phải sử dụng tên lửa, đạn nè, nhân vật nè, rồi các mục tiêu ví dụ như trực thăng, xe tăng, rồi mấy cái mục tiêu bên đối phương đó. Nhiều khi các bạn cần 5-7 cái đối tượng khác nhau trong một cảnh quay, cho nên nếu mà các bạn không thực hiện cái bước mà giảm độ chi tiết xuống thì nó rất là nặng. Đây, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Nhấn chuột phải ở cái khoảng trống này nè, nhấn chuột phải và các bạn chọn vào scene static nè, chọn vào system memory nè, VGA memory nè, chọn hết luôn đi. Thì các bạn thấy nó tổng kết nè, tổng khối lượng đỉnh nó trong cái file hiện tại mình đang mở cho các bạn xem là 1.179.000 đỉnh. Này, cái đỉnh là gì? Để mình nhấn vào cái model. Mình nhấn A đi, rồi mình nhấn vào edit mode đi. Nè, đó, khối lượng đỉnh là gì? Là cái này nè các bạn. Mình chuyển qua chế độ edit mode thì mình sẽ thấy đây, mỗi một cái điểm gì là nó tính cho mình là một cái đỉnh nha. Và hiện tại trong cái file làm việc của mình là 1.000.001. Còn cái khối lượng cạnh là gì? Cạnh là cái này nè các bạn. Cạnh đây, đây là một cạnh, đây là hai cạnh. Đó, và nó cộng cho chúng ta tổng cộng là có 618.000 cạnh. Rất là nhiều. Còn tam giác là gì? Tam giác là này nè các bạn, là ba cạnh gộp lại. Ba cạnh gộp lại nó sẽ thành một cái tam giác. Đó. Tổng số lượng tam giác của chúng ta là 618.143 tam giác luôn, nó bằng với số đường cạnh nha. Thì cái số này nó càng nhiều á, nó càng lớn á, thì máy chúng ta phải thực hiện xử lý nó càng nhiều, nó càng nặng. Cho nên chúng ta bắt buộc phải thực hiện cái bước là giảm cái số lượng poly này lại. Cái từ ngữ chuyên ngành của trong mà render người ta kêu máy này là poly đó các bạn. Hai poly và low poly. Hai tức là số lượng này cao nè, càng cao thì nó càng chi tiết, vật thể chúng ta càng đẹp. Khi xuất lên phim á thì nó càng mượt mà nha. Nhưng mà đồng nghĩa với cái máy chúng ta thực hiện xử lý càng nặng, và ngược lại, nó ít số lượng poly á thì cái máy chúng ta thực hiện xử lý nhẹ nhàng, nhưng mà cái chi tiết của vật thể nó không còn được đẹp ha. Thì bây giờ tôi sẽ giúp các bạn cân bằng làm sao nhẹ nhất mà xử lý mượt mà nhất. Thì bây giờ mình xóa các bạn đi ha. Các bạn không sử dụng, mình chỉ quan tâm tới chiếc trực thăng thôi. Chiếc trực thăng đẹp thì mình để chiếc trực thăng sử dụng đi. Ví dụ bây giờ mình sẽ quan tâm tới cái vỏ này, cái vỏ ngoài. Hiện tại thì bây giờ tôi chuyển cái chế độ tầm nhìn sang 3000m đi, tại vì chiếc trực thăng này nó quá lớn. Đó, ví dụ như bây giờ mình zoom ra khoảng 3000m thì chúng ta vẫn thấy nha. Đó, ví dụ như 5000 đi. Đó, thì đồng nghĩa với việc các bạn đi xa hơn đó, nhìn được toàn cảnh chiếc trực thăng hơn, tại vì chiếc trực thăng này nó thiết kế quá lớn nha các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhấp vào cái vỏ này và chúng ta nhấn Shift D. Đó. Để tôi làm ví dụ cái vỏ máy này thôi các bạn. Chúng ta tôi sẽ mỗi lần tôi bấm nó sẽ hiện ra đây nha các bạn. Đó. Thì cái vỏ máy tôi mới vừa sao chép kia nè. Tôi sẽ nhấn nút Alt và nút B phở. Và tôi sẽ chọn là Blear and Keep Transformation. Các bạn để ý bên trên danh sách nè. Khi chúng ta chưa thực hiện bước này thì nó ẩn ở trong cái này nè các bạn. Khi các bạn thực hiện thì nó bị lòi ra ngoài nha. Nè, làm lại nè. Chọn vào nó Alt P và chọn cái mục thứ hai nè, Blear nè, Blear and Keep nè. Đó, thì bây giờ nó hiện ra ngoài ha. Thì tất cả cái này tôi sẽ bỏ vào đây. Còn cái thằng trực thăng này á, thì tôi sẽ bỏ vào camera group nè. Để tôi ẩn đi đó các bạn. Mục đích làm bước này đấy, nhấn Ctrl thanh dài đi để ẩn nó đi đó. Chúng ta cái nào mà chúng ta đang thực hiện, đang quan tâm thì chúng ta để nó trên hiện thôi. Còn mấy ẩn này nè, giờ tôi ấn vào con mắt này đó, chứ trực thăng mặt góc của chúng ta ẩn đi ha. Bây giờ chúng ta chỉ việc quan tâm vào cái vỏ máy này thôi. Sau đó tôi sẽ chọn vào cái cài đặt cái hình cơ lê nè các bạn, và các bạn sổ xuống, các bạn chọn vào cái mục là DC Max nha. Đó, thì ở đây nó thống kê cho chúng ta hiện tại nó có 1.748 mặt. Chúng ta chuyển qua edit mode nè, nhìn nè. Đó, hiện tại tổng số lượng mặt của cái khối lượng vật thể này là 1.748 mặt. Thì chúng ta sẽ giảm xuống bằng cách là nhấn chọn ở đây nè các bạn, ở ra ratio nè, chúng ta chọn 0.1, chúng ta nhấn enter một cái. Rồi, chúng ta xem thử nha. Chúng ta trở về edit mode, chúng ta xem thử. Xấu quắc luôn. Các bạn thấy không? Nếu mà các bạn giảm xuống từ 1 xuống thành 0.1 là các bạn giảm 10 lần, thì cái số mặt nó chỉ còn là 174 mặt thôi, nhưng mà cái hình dạng của nó quá xấu luôn. Chúng ta trở về object mode nha, để chúng ta biết được nó thay đổi hình dạng như thế nào các bạn. Ví dụ bây giờ chúng ta chuyển 0.5 đi, nó như thế nào. Đó, 0.5 thì cái số lượng mặt nó vẫn giảm, nhưng mà cái hình dạng nó vẫn giữ được nha. Đó, chúng ta cứ giảm từ từ, cứ 0.2
0.2, enter một cái đó, bắt đầu nó bị biến dạng nè các bạn. Cái ống phóng tên lửa nó bị biến dạng rồi nè. Đó, nó bị mất chi tiết rồi nè. 0.4 đó. À, 0.4 là ok nha. Không nhớ được đó, mình thấy được đó, ổn đó. Nhưng mà đối cái sạch bờ rồi, bây giờ mình làm xong cái này đi. Rồi bây giờ khi sau khi các bạn giảm số lượng mặt ở cái độ này, cái chi tiết này các bạn chấp nhận, các bạn ok thì các bạn nhấn sổ cái mục này nè. Cái dấu mũi tên là các bạn sổ xuống và các bạn chọn apply. Đó. Thì hiện tại cái số lượng mặt này nó đã được áp dụng nha. Nó đã được áp dụng cái thông số mới. Ví dụ bây giờ mình muốn kiểm tra, mình nhấn vào nó. Mình chọn vào cái biểu tượng clay nè, mình sổ xuống. Và mình chọn vào DC Max. Đó. Thì cái số lượng mặt mới của nó đã được áp dụng, giảm xuống còn 699 nha các bạn. Đó. Mình tắt đi, mình không giảm nữa. Đó thì nó đã cân bằng giữa số lượng mặt và cái độ đẹp ha, mặt số lượng mặt để máy tính xử lý nó ít lại, nhưng mà nó vẫn giữ được hình dạng ban đầu, nó vẫn đẹp nha. Thì cách thực hiện tương tự, các bạn thực hiện từng chi tiết luôn nha. Đối với những bạn máy có tính có hình yếu, còn đối với những bạn mà có sở hữu máy tính có hình mạnh, có hình khủng thì các bạn không cần phải thực hiện cái bước này. Model người ta thiết kế sao các bạn sử dụng y xì luôn đi. Bởi vì mà nếu máy các bạn chạy nổi không, các bạn làm bước này chi mất thời gian đúng không? Mất công. Đó. Model người ta để vậy thiết kế rồi sẵn là rất là đẹp, các bạn lót về các bạn sử dụng y xì luôn đi cho nó phê, lên phim cho đẹp ha. Rồi. Đó là cách xử lý cho máy nó mượt nhẹ ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có, bây giờ là vấn đề thứ hai mà chúng ta xử lý đối với các đối tượng model nha. Ví dụ như bây giờ tôi muốn tách riêng cái phần cái bóng đèn đi. Đó. Ví dụ như hiện tại cái bóng đèn này nó đang nằm trong cái đối tượng model này và chúng ta muốn di dời nó vào vị trí khác. Thì chúng ta làm sao, ở đây nó có vị trí tổng là nó sẽ ràng buộc sự di chuyển của tất cả các đối tượng khác nhau nha. Ủa, tất cả các đối tượng nào mà thuộc về chiếc trực thăng này nó sẽ di chuyển luôn. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta muốn di chuyển cái bóng đèn này thì chúng ta sẽ chọn vào nó và chúng ta nhấn nút A, B, phở. Và chúng ta chọn vào dòng thứ hai nè các bạn, Clear and Keep nè, chúng ta chọn vào. Đó thì hiện tại nó sẽ được trong cái danh sách bên đây nè, nó đã được tách riêng thành một cái vật thể riêng biệt nha, nó không còn bị phụ thuộc vào cái chiếc trực thăng của chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta chọn vào tọa độ tổng nè, chúng ta di dời nè. Đó, thì chỉ nguyên chiếc trực thăng nó đi nhưng mà cái bóng đèn nó ở lại. Thì bây giờ chúng ta đã có thể di dời cái vị trí của bóng đèn rồi đó. Ví dụ như bây giờ tôi dời đây đi. Tôi gắn xuống đít này đi. Đó, gắn xuống đít này. Đó, ví dụ vậy ha, ví dụ vậy thôi, ví dụ vậy. Đó, sau đó tôi sẽ muốn cho nó nhập lại tọa độ cũ như cũ ha, là tức là khi tôi dời chiếc trực thăng này thì cái bóng đèn đi theo. Thì cách thực hiện là tôi chọn vào cái bóng đèn. Sau đó tôi chọn vào chiếc trực thăng. Sau đó tôi nhấn Ctrl B và tôi chọn vào Object, chọn cái hàng đầu tiên nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ cái bóng đèn nó đã nhập lại tọa độ vào chiếc trực thăng ha, nhập lại vào cái tọa độ tổng nè. Tôi sẽ nhấn vào tọa độ tổng và tôi di chuyển nè. Đó, thì cái bóng đèn nó bắt đầu đi theo ha. Đó là cách chúng ta xử lý đối với nếu mà trường hợp chúng ta muốn thay đổi hình dạng hoặc là gắn thêm độ chế cái gì đó vào chiếc máy bay này, giống như là bây giờ chiếc máy bay này, hiện tại nó chỉ có 2 cây súng 6 nòng thôi. Ví dụ bây giờ các bạn muốn gắn thêm 10 cây súng xung quanh ha, thì là cách xử lý nó là như vậy. Đầu tiên là các bạn sẽ tách cái cây súng này ra khỏi chiếc trực thăng này, rồi sau đó các bạn copy, rồi các bạn định vị trí cho nó vòng chiếc trực thăng nè. Các bạn xác định vị trí xong thì các bạn ghép lại vào chiếc trực thăng bằng phím tắt là Ctrl B ha, giống như nãy giờ mình hướng dẫn làm cái bóng đèn đó, y chang vậy đó. Đây là cái cách để các bạn có thể độ chế lại thêm một chút xíu về hình dạng bằng hình dạng bên ngoài đối với các model mà các bạn tải về từ cái nguồn mà các người ta chia sẻ sẵn trên mạng đó. Ví dụ như ở đây là từ cái trang web là cái Pháp nè. Đó, để các bạn có thể phục vụ đúng theo cái yêu cầu của kịch bản của video của các bạn hơn á, thì đây là cách thực hiện ha. Rồi, video hướng dẫn nhanh này đến đây là kết thúc nha. Đây là video hướng dẫn các bạn có thể tải các model từ các nguồn ngoài mà người ta chia sẻ miễn phí trên mạng internet ha. Với cái lướt in mở rộng miễn phí là kết pháp ha các bạn. Hy vọng cái clip này sẽ giúp các bạn thực hiện công việc dễ dàng hơn nữa. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.